Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một vị trí ngôi nhà nằm ở một sẹt của đường chiến lược ha. Đó, và phía sau lưng của Ngũ Hoàng đây. Ở sau lưng này của chú anh chị, mình đi thẳng ra là ra một sẹt của đường chiến lược. Thì vị trí ngôi nhà của mình đó là đang thuộc hẻm 330 của đường chiến lược ha, thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Đó, là ngay chỗ chợ luôn. Và hướng này mình đi thẳng ra là mình ra tới vị trí mặt tiền đường đường chợ ha. Ở đường chợ của đường chiến lược nha cô chú anh chị. Và hẻm sau lưng của Nguyễn Hoàng đây là hẻm cục ha. Ở hẻm nè, hẻm sau lưng đây là hẻm cục nè. Thì vị trí ngôi nhà mà Nguyễn Hoàng sắp giới thiệu thì đây, đây cái căn nhà này là cô chú anh chị ha. Ở nhà ngang 4m4, ngang 4m4 và chiều dài là 5m2 ha. Ở một trệt một lầu, nhà mình có cái ban công chỗ ra là khoảng cỡ chừng là 1m nha cô chú anh chị, có lan can tay vịn bằng sắt ha. Ở đường nhà mình thì đường thông. Ở thông thông bàn cờ nha cô chú anh chị. Hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ thông ra 322 rồi 320 rồi 300 hay 300 mấy đó, nói chung là thông rất là nhiều. Còn ở sau lưng này nè. Ở sau lưng này nè cô chú anh chị. Là cái hẻm này đó là hẻm thông ra 338 của đường chiến lược nè. Rồi thông ra 334, 344 của đường chiến lược, thông ra 132 của mã lò nè ha. Rồi thông ra 759 của đường Hương Lộ 2. Thông ra 703 của đường Hương Lộ 2 luôn. Đó, thông rất là nhiều nhánh ha. Đó, thì cái căn nhà mà Nguyễn Hoàng sắp giới thiệu thì trước mặt của chú anh chị mình ha. Thì chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá là 2.200.000.000 nha. 2.200.000.000, nhà mình là nhà sổ hồng riêng, một trệt một lầu và hoàn công đủ một trệt một lầu luôn. Đó, sổ hồng riêng chính chủ luôn. Và nhà này thì hiện tại hồi giờ là vay ngân hàng rất là nhiều ha. Đó, và đã giải ngân rồi. Đó, giải ngân rồi, xóa thế chấp rồi ha. Đó, vay ngân hàng. Đó, có hỗ trợ vay ngân hàng luôn, ngân hàng Sài Gòn nha cô chú anh chị, chi nhánh ở chợ lớn nha. Đó, thì đường trước nhà thì giờ Ngũ Hoàng sẽ quay cái cam lại để cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, thì đây là cái căn nhà của mình nè, nhà một trệt một lầu nè cô chú anh chị ha. Ở nhà mình là căn gốc nên có hai mặt hẻm, nhà này thì cô chú anh chị mình có thể kinh doanh được ha, mua bán được nha cô chú anh chị. Thì hẻm này là hẻm bên hông nè, hẻm bên hông thì nó có độ rộng là khoảng cỡ chừng là 5m đến 6m ha. Còn hẻm trước nhà thì nó độ rộng là 4m rưỡi đến 5m, thì xe hơi mình vào đến tận nhà được nha, và thông luôn. Đó, xe hơi mình chạy vô tới đây rồi mình quay đầu được luôn ha, quay đầu cái đoạn này nè. Đó, tại vì góc này là góc ngã tư nên mình quay đầu nó thoải mái lắm đó. Và hướng này là cũng là cái hướng thông nè, thông ra 338 đường chiến lược nè, thông ra 344 của đường chiến lược ha. Còn ở đây á là một sẹt của đường chiến lược, và hẻm này là hẻm 330 nha, hẻm 330 đường chiến lược nha cô chú anh chị ha. Ở đây thì thông ra 310 nè, 322 nè, rồi 320 ha. Đó, nhà một trệt một lầu ha. Và kích thước nhà mình là tính từ cái góc này ha, ngang 4m4 và chiều dài là 5m2. Đó, chiều dài 5m2, nhà một trệt một lầu, nhà mới vào ở ngay. Đó, ở bên trên ban công được chỗ ra thêm 1m nữa nè cô chú anh chị. Rồi chủ có làm cho mình hai cái bạt quay luôn ha, một cái bạt quay bên này và một cái bạt quay bên tay trái của Nguyễn Hoàng đây. Ở trước mặt thì chủ có làm mình cái khung bảo vệ, là khung bảo vệ nè, khung sắt ha. Đó, khung sắt bảo vệ nè của chú anh chị. Rồi chủ có làm cho mình cái lài để mình lên xe nè, làm cái khung sắt, cái thanh sắt này để mình lên xe nè ha, mình để ở đây rồi mình lên xe ha. Bây giờ thì cùng mời cô chú anh chị mình vào bên trong để Ngũ Hoàng review cho cô chú anh chị mình xem. Nhà mình thì địa chỉ là 334 330, đường 330 sẹt 44 đường chiếc lường, thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Nhà sổ hồng riêng, mức giá chủ đang gửi cho mình Nguyễn Hoàng chỉ có nhỉnh hơn 2 tỷ một tí thôi. Mình sẽ sở hữu vị trí ngôi nhà này ha. Ở khoảng không gian đây, không gian này thì chủ làm cái cửa cổng nè, xong đó là cái cửa sắt nè ha, cửa sắt kính nè ha. Cửa cổng thì chủ làm khung bảo vệ rất là nhiều nha. Đó, rất là chắc chắn luôn cô chú anh chị. Rồi bên trong đây, bên trong đây cô chú anh chị ơi. Ở bên này thì chủ làm cái cửa kéo có lá ha. Đó, cửa kéo có lá. Rồi bên trên thì hệ thống đèn led nè, đèn led tiếp 2. Đó, gạch thì chủ ốp cao ráo lên tầm được 1m hơn. Ở khu vực này ốp xung quanh luôn. Và hướng mình đi vô thì mình sẽ thấy cái khoảng không gian bếp liền ha. Đó, cầu thang thì mình đi lên đây, cầu thang là cầu thang sắt. Và chủ làm những cái bệ đỡ này là bệ đỡ đá hoa cương để đi cho nó nhẹ nhàng và đi cho nó thoải mái ha, nó không có bị đau chân. Rồi khu vực trong bên trong là khu vực toilet ở bên tay phải nè. Rồi bếp là khoảng không gian này. Thì bếp sẽ có khoảng không gian như là lavabo, bồn cầu,
bồn rửa chén ha, bồn rửa chén khu vực này, rồi khu vực để bếp ga ở đây, ở dưới thì sẽ là cái kệ tủ nhôm, nhưng mà hiện tại là tháo luôn rồi. Ở về thì mình có thể thiết kế cái tủ nhôm ở đây, và bên trên thì một cái tủ nhôm nữa ha. Đó, và bên khoảng không gian này thì để máy giặt nè, ở đường ống cấp, đường ống xả, khu vực này để mình để máy giặt ha, có ổ điện sẵn luôn rồi. Ở gạch thì ốp cao ráo ha, ốp xung quanh. Ở toilet của nhà mình đây, để ông Hoàng mở đèn cho cô chú chị mình xem. Ở hiện tại thì đèn cũng đã hư rồi. Ở toilet bên dưới nè, khu vực toilet thì ở dưới thì sẽ có cái bồn cầu thôi, với lại cái vòi sen tắm, và chủ có làm cho mình cái mấy cái móc treo đồ ha. Ở gạch thì ốp cao ráo nha cô chú chị, ốp cao ráo lên tầm được 1 mét hơn. Ở bên trong thì chủ có chỉ có làm cái gương soi thôi nè, và cái bệ đỡ thôi ha. Ở cầu thang mình đi lên đây cô chú chị, cầu thang thì tay vịn là bằng sắt nè, rồi bề mặt đi là bề mặt đi đá hoa cương. Ở lên trên đây thì sẽ có một phòng ngủ bên trên ha, có khoảng không gian toilet luôn. Ở nếu mà cô chú anh chị mình không có làm cái khoảng không gian toilet này á, thì mình làm được hai phòng ngủ ha. Mình thiết kế lại cái cầu thang thì mình có thể làm được hai phòng ngủ. Ở khoảng không gian toilet của nhà mình đây, bồn cầu nè, gương soi nè ha, gạch ốp cao ráo lên tầm 1 mét hơn. Đó, chủ sơn rất là mới nha. Ở đây thì chủ làm cái khung nhôm khu vực này, rồi để mình kéo ra mình để mình xài máy lạnh ha. Đó, kính lại để mình xài máy lạnh khu vực này ha. Đó, và một phòng ngủ bên ngoài nè cô chú anh chị. Khu vực này một phòng ngủ ha, có ô cửa sổ nè, ô cửa chính nè ha. Ở trên đây thì sẽ không có ô cửa sổ bên hông, chủ không có làm ha. Nếu mình về mình có thể thiết kế mình làm luôn, tại vì cái đường này là đường bên hông, không có nhà, nên mình làm cái ô cửa đó nó cũng tuyệt vời ha. Và nhà mình thì có hai hướng chính nha cô chú anh chị, một là hướng tây, hai là hướng nam nha. Một là tây tứ trạch, hai là đông tứ trạch ha. Ở cửa chính đây, cửa chính thì bằng cửa sắt ha, cửa sắt kính. Bên này cũng vậy luôn, cửa sổ cũng là bằng cửa sắt kính luôn. Ở phía trước thì sẽ có cái ban công này thì rộng khoảng cỡ chừng là 8 tấc nha cô chú anh chị. Đó, 4 viên gạch, 2 viên gạch ha. Đó, gạch này gạch 40, 2 viên. Và có cái thanh sắt luôn nè, khung bảo vệ nè. Và lan can là bằng sắt luôn. Đó, lan can bằng sắt, tủ lạnh bằng sắt ha. Cục nóng thì chủ để bên ngoài nè cô chú anh chị thấy không? Đó, cục nóng để bên ngoài. Ở đường trước nhà mình thì đường rộng nha, xe hơi vào đến tận nhà luôn. Xe hơi vào đến trước cửa nhà luôn ha cô chú anh chị ha. Ở ngay góc ngã tư này làm xe hơi mình vào tới đây luôn, rất là thoải mái nha, tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ với Hoàng ha, với mức giá mà chủ đang gửi cho bên Hoàng là 2 tỷ 200 triệu ha, nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, kết cấu một trệt một lầu, công năng sử dụng một phòng ngủ một nhà vệ sinh, có thể thiết kế lại là làm thành hai phòng được ha. Mình thiết kế cái khoảng không gian ở cầu thang mình để cái góc đó rồi mình đi lên đây. Rồi ở đây thì mình sẽ làm một cái cửa đi vô đây và một cái cửa đi qua đây là được hai phòng, và mình đặt cái toilet này đi là mình sẽ làm được hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt ha. Đó, thì nhà là nhà số riêng nha, cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ với Hoàng ha. Và Hoàng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất nhiều.